Liên quan đến hạ tầng giao thông, thưa quý vị, dự án đường Hương Lộ 2 có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, kết nối với quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã được khởi công từ 3 năm nay. Dù chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo đôn đốc thường xuyên các nhà thầu đẩy mạnh thi công trên thực địa, nhưng đến nay dự án chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Dự án Hương Lộ 2 dài khoảng 10 km có điểm đầu giao với quốc lộ 51 chạy qua xã An Hòa và xã Long Hưng của thành phố Biên Hòa, kết nối điểm cuối tại cầu Long Thành để vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc trên quốc lộ 51, rút ngắn thời gian và khoảng cách đi lại từ Đồng Nai tới Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, đồng thời kích thích phát triển kinh tế cho các đô thị ven sông của tỉnh Đồng Nai. Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, dự án Hương Lộ 2 đang được triển khai thi công cầm chừng ngoài thực địa do vướng mặt bằng. Ngoài phần đường, dự án còn xây dựng cầu An Hòa 2, nhưng đến nay hạng mục này mới chỉ xây dựng được 2 trụ cầu trên địa bàn phường An Hòa. Trong khi đó, đường dẫn đầu cầu ở phía bờ xã Long Hưng hiện chưa thể triển khai xây dựng do chủ đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công dự án. Về khối lượng công tác của trên tuyến thì cho đến thời điểm hiện nay thì về cơ bản là đơn vị thi công đang chờ cái mặt bằng để triển khai những cái phần theo cái tính chất là liên hoàn trong cái triển khai thực hiện dự án. Cái phần khối lượng lớn đó là cái nằm ở cái phần mặt đường. Ủy ban quản lý cũng vẫn phối hợp tích cực với lại thành phố Biên Hòa trong cái việc giải quyết khó khăn ở các cái điểm mặt bằng. Dự án Hương Lộ 2 trên địa bàn thành phố Biên Hòa là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, đã được khởi công từ cuối năm 2020, nhưng đến nay sau gần 3 năm vẫn dang dở. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, hiện nay nút thắt vướng mắc lớn nhất của dự án là đoạn qua khu vực công ty cổ phần Kim Khí, Long An, chỉ còn hơn 100 mét để kết nối với quốc lộ 51, nhưng vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khiến cho việc thông tuyến chưa thể được thực hiện. Và vướng mắc lớn nhất hiện nay là chỗ công ty cổ phần Kim Khí Long An, thì cái này là rất là lâu do cái xác định nguồn gốc đất giữa sở tài nguyên môi trường với Biên Hòa thì có sự thống nhất, mà đến giờ này thì Biên Hòa đã thực hiện các bước là công khai các phương án bồi thường và song song với đó là cũng thực hiện cái công tác là tuyên truyền vận động cái chỗ công ty cổ phần Kim Khí Long An. Còn nếu quá là 20 ngày khi mà công khai phương án bồi thường đơn vị không có triển khai thực hiện, phải thực hiện cái phương án cưỡng chế, thì đề nghị Biên Hòa thực hiện song song các bước để làm sao thực hiện đảm bảo đúng cái thời gian trong tháng 12 hai phải xử lý dứt điểm cái chỗ công ty cổ phần Kim Khí Long An. Hiện Đồng Nai đang chuẩn bị bước vào thời điểm thuận lợi nhất cho công tác thi công các dự án giao thông. Do đó, các đơn vị liên quan cần sớm tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, nhà thầu, tăng cường thêm nhân lực, thiết bị thi công, thì tiến độ dự án sẽ được đẩy nhanh, công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.